Chào cả nhà. Hôm nay mình đi bắt cua nữa cả nhà. Mình cũng không biết bắt cua gì mấy, nhưng mà mình dán đi để kiếm cua mình quay cho cả nhà xem. Cả nhà theo chân mình nha. Giờ bây giờ tới chỗ rồi, mình lội đi. Mình đi kiếm con cua nha cả nhà. Mình tới rừng rồi. Mình kiếm con cua có mình quay cho cả nhà xem. Cả nhà theo mình nha. Đi quá xa mà chưa gặp hang cua nào á, nay chắc lậu vất vả luôn quá. Thế đây mình gặp hang cua cả nhà. Đây. Mình biết có không đây? Em thọc lóc xuống đây. Đi tiếp bỏ. Vô tình mình đi mình gặp nguyên cặp của ôm ngủ rồi cả nhà, ôm ngủ nguyên cặp luôn cả nhà, hai con hên. Hai con ôm là ngủ luôn cả nhà. Ngủ mê say. Hai cô ngủ mê say luôn. Quá vui luôn cả nhà ơi. Quá mừng. Trời ơi. Gặp cặp cua. Đi từ sáng giờ đi. 2 3 tiếng đồng hồ đó. 2 tiếng mấy ạ. Gặp được cặp cua ngủ. Hết biết. Cô ngủ hết biết luôn. Giờ chọc lấy dây nguyên cặp luôn cả nhà. Nguyên cặp đang ôm luôn nha cả nhà, còn dính luôn nghe cả nhà, bên cặp còn dính luôn, ôm còn dính luôn cả nhà ơi. Chưa xúc cho nữa nè, có 1 công 2 luôn nha. Chưa buông nữa nghe cả nhà, cô dính chưa buông nữa đó. Thôi, mình qua mình lấy ra. Đây mình đẻ nó bắt con đực trước đây. Đây con đực cả nhà, wow, con đực hết biết, còn cái ở dưới nha cả nhà, mình chói con đực trước đây,
con được trước cả nhà. Con để đây, giờ mình lấy dây thêm nữa, mình trói con cái của mình dưới đây nè cả nhà, đó, ấy cái gì ạ? Con cá dữ quá. Hai con được không à? Hai con được bộ không? Hai con được không à? Bất ngờ, hai con được mà ôm với nhau. Mình tưởng đâu có hai con cái con được nhà, hai con được không à? Chừng lạ mới thấy. Nha. Hai con cua đực mà vẫn ôm với nhau. Cả nhà. Wow, hai con cua đực mà ôm với nhau luôn. Đó, mình đi tiếp một cả nhà. Giờ mình nghỉ mệt, mình uống nước, mới bắt được cặp cua. Cặp cua ngủ. Hai con cua đực không à, ôm nhau đi sáng giờ cỡ 2 tiếng mấy rồi đó, giờ bắt được cặp cua mừng quá, ngồi với mệt uống nước cả nhà ơi. Giờ mình đi ra hướng đó đó, đi ra hướng đó, mình đi dài ra ghe, tiếp tục theo chân mình đi ngay cả nhà. Bây giờ ra cái ghe cũng còn xa lắm. Giờ mình đi lần lần. Mình vừa kiếm cua. Vừa đi.
không chết mà cả nhà. Rồi mình bắt thử coi, mình không biết con kép nữa, bắt thử coi có không. Sao không đụng ta? Được rồi nè, được con chép này cả nhà. Chép, chép bự ra ạ. Chép cả nhà, rồi con chép. Chép cho bá luôn. Đi theo cái ngọn này thôi. Có gặp con cua nào nữa không? Mò dưới đây có hang không? Hang cua cái nào? Đi qua đây đây. Hang bên kia. Biết có hay không đây? Đi vào đây có cả. Bự quá bự luôn. Cái có không nè cả nhà, thọc móc vô coi. Hình như mình đụng cua rồi cả nhà ơi. Đụng cua. Đụng cua. Dữ quá. Rồi, đã đâu rồi. Mình đắp cho nó ra. Quá. Cản khúc cây trong á. Lên đi, lên giùm đi mà. Đúng quá, bị cản cái cây khó mong thành ra khó lắp. Giờ mình cũng dám thọt tay vô là nó cắn.
Lên đi, lên đi chợ ơ. Quên đâu rồi, hết đụng rồi, chạy đâu rồi, trời ơi, cô bự quá trời bự luôn. Cắn cái cây cắn cây cả nhà. Giờ buông ra là nó chạy xuống luôn, phải kìm đó, dụ nó. À cua, trời ơi cua. Trời ơi. Cô hết miệng. Mừng quá. Nó cứu gì vậy? Giờ ra gặp được con cua nữa, mừng quá mừng. Này hên.
trên đây trên cao không có nước, giờ không có dưỡng cua sạch được. Rồi xong cái bao huyền thoại của anh Tư mình, anh có cái bao mới rồi, anh để lại cho mình cái bao này. Cái bao này cả nhà nhìn thấy quen thuộc quá ha. Còn cây móc này là của ba mình, cây móc này của ba mình để lại cho mình đi bắt cua. Còn con cua cái nữa cả nhà ơi, mình thọt móc vô sao đụng cua cái nữa. Hên rồi, vậy là hên rồi. Bên đây mà nó lên bên đây cả nhà, cả xuống nữa rồi. Trời ơi, cặp cua khó bắt đúng thiệt. Quá. Mấy anh bắt cua chuyên nghiệp là anh bắt da rồi, còn mình bắt không da. Cua ba kẹp mấy này nha, mở tay bắt luôn. Cua cái. Wow. Cua cái đẹp quá. Hôm nay mình làm được 2 con. Mừng quá. Mình tưởng đâu không có một con mình tính bỏ đi vậy. Cái mình sao mình chọt móc thử lên được con nữa hay lại. Còn chói con này giờ mình đi ra chiều rồi, đi mơ giờ mình không biết bắt cua, mình đi mơ giờ không biết giờ mình nhà nó có trong không. Tại mình đi mình không biết bắt cua, mình đi mình quay quay clip cho cả nhà xem. Hên bữa nay tẩu đãi hên được 4 con. Đi chợ coi. Wow. Đi dài dài ra. Gần tới mé rồi. Vừa đi dài dài vừa kiếm coi gặp hang nào nữa không. Chắc có dấu chân của tà bắt. Dấu chân của tà bắt, tà lội. Dập rồi, giờ mình bè ra, mệt rồi, cũng xế chiều rồi cả nhà, mình bè ra, muốn hàng chép đây, hàng chép, này, cứng quá chứ bắt được không đây, cứng quá bỏ cả nhà, mình không có đầu đào. Giờ mình về tới nhà cả nhà, thành quả của mình được 4 cua. Thôi bây giờ mình về tới đây và mình xin tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà video tiếp theo nha.